Anh em nào fan trai anh vô đây, vô đây, vô đây. Hôm nay coi một video xịn luôn nè. Con này là 17.250.000, con này là 16.900.000. Mình thấy cái mức giá của cái con SCR này nè, là các bạn có thể mua được rất là nhiều xe khung nhôm phụ tùng Shimano Clarus từ hãng khác. Với cái con SCR này nó sẽ được cái gì khi mà chúng ta mua con xe này? Mua được một cái thương hiệu là của Giant các bạn. Cái thứ hai nữa là được cái bộ phụ tùng của Shimano Clarus. Các bạn sẽ sở hữu được một cái bô tang ghi đông cầm bát đàng hoàng. Thì cái cảm giác cầm nắm của nó thì nó sẽ tương đương với những dòng TCR vậy đó. Thì mình thấy nó khá là ấn tượng khi mà nó có được cái tay lái này, cổ tròn, dây đi nó cũng gọn gàng. Ngoài ra, bộ phụ tùng của Shimano Clarus tay lắc thì với Shimano Clarus nó mang được cái độ tin cậy của một cái bộ phụ tùng đến từ Nhật Bản. Thì với cái con này thì các bạn đạp từ 35-40 km/h thì nó đáp ứng được, còn đạp 50-60 thì nó hơi mệt đối với mình khi mà mình giữ được cái tốc độ đó trong một cái thời gian dài. Và đặc biệt nữa, đối với Giant khi mà so sánh với hãng khác á, là các bạn sẽ có một cái khung nhôm. Khung nhôm này là khung nhôm Alux của Giant sản xuất. Vì vậy á, nó cũng có một cái thành phần vật liệu nó khác một tí thì nó bền hơn. Cái khung này bên mình bảo hành cho các bạn là 5 năm theo chính sách của Giant luôn. Trên cái khung này á, thì tất cả các cái mối hàn á, thì họ làm rất là tỉ mỉ mọi người. Họ gia công lại cái mối hàn của trên cái khung nhôm làm sao cho nó có thể đẹp nhất có thể. Và một điều đặc biệt nữa trên cái con này mà các bạn không kiếm được trên những cái con xe khác khi mà chúng ta mua trong cùng phân khúc và khung nhôm phụ tùng Shimano Clarus, đó là cái yên mọi người. Đây là một trong những cái yên Giant Pro, cũng là một trong những cái lý do để mà mình nhìn nhận cái con xe này mình có mua hay không. Với dòng SCR này, đó là cái yên này, nó sẽ ôm cái mông sau của mình rất là nhiều, cảm giác rất là thoải mái. Các bạn có thể mua một cái yên này gắn trên một cái con xe khác, giá nó có thể thấp hơn nhưng mà các bạn nhìn nó rất là kỳ. Tự nhiên đi xe yên Giant nhưng mà thương hiệu khác, người ta nhìn vô thấy nó hơi amateur nó. Còn cái con này các bạn đi Giant SCR khung nhôm nhưng mà cái yên của nó được như những cái yên của con xe cao cấp từ Giant, thì mình thấy nó cũng tông, đồng sẹt đồng, đồng bộ với nhau trên một cái hãng, thì nhìn nó cái xe nó chuyên nghiệp hơn. Mình thấy cái chi tiết trên cái con này nó nổi bật á, là vì cái yên và vì cái tay lái thì nó tương đương với lại những cái dòng cao cấp của Giant, nó sử dụng chung với nhau. Còn trên cái con này á, mình thấy cái thắng xe của nó không được một cái thương hiệu mọi người. Cái thắng này thì nó là một cái thắng vành bình thường, mình đánh giá cái này nó cũng rất là cao, nó cũng có cái độ cứng cáp nhất định, tuy nhiên là nó không có thương hiệu trên cái thắng này. Mà với cái con xe này á, chúng ta sẽ được một 8 clip sau, được gia công độ hoàn thiện rất là sáng, rất là đẹp. Thì cái clip này có chi phí cũng rất là cao khi mà sử dụng trên những cái dòng xe hãng khác mọi người. Xích của KMC cũng là một bên đơn vị thứ ba họ cung cấp xích rất là nổi tiếng. Tuy nhiên cái xích này mình đánh giá nó không có cái độ hoàn thiện đẹp, tại vì nó cái màu của nó hơi ngã, ít được xử lý hơn thì chi phí nó sẽ tốt hơn. Tại cái xích này thì nó ít được xử lý cái bề mặt hoàn thiện hơn, tiếp cận được Shimano Clarus có cái độ bền, có cái chi phí tốt. Với cái con này thì mình sẽ không đánh giá về cái độ kêu của nó, mình chỉ đánh giá về cái độ trớn thôi. Mình quay nhẹ thôi thì nó rất là trớn. Tại vì khi mà nó trớn như thế này á, mình đạp nó sẽ đỡ mệt hơn rất là nhiều và mình giữ được cái tốc độ cao nó cũng khỏe hơn. Khung nhôm tuy nhiên là mình thấy nó khá là nhẹ mọi người, các bạn có thể rinh một tay với cái con này bình thường. Bên cạnh đó thì bên mình về thêm một cái dòng gọi là XTC của Giant. Đây là con XTC 800 dành cho các bạn nào mà chúng ta thích đi xe địa hình. Với 17.250.000 đồng mà các bạn bỏ ra trên cái con này á, các bạn sẽ không thấy tiếc với con xe địa hình đâu. Được cái thắng dầu như là Tektro thì các bạn sẽ chạy xe nó trải nghiệm hơn rất là nhiều. Tại vì mình đi xe địa hình, các bạn luôn đạp leo dốc và phanh rất là gấp, vì vậy mà được một cái thắng dầu thì nó khá là thích. Bộ phụ tùng của Shimano Diori thì Diori nó sẽ chuyên đi địa hình hơn. Các bạn sẽ có được một cái lẫy để khóa cái cùi đề sau lại, thì khi mà các bạn khóa lại á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị giật cái cùi đề khi mà chúng ta bị sập ổ gà. Vì vậy á, nó sẽ tránh được những cái trường hợp như là sức sên này, hay là va chạm cùi đề với đất đá sình bụng á, nó hư cái cùi đề sau. Đánh giá được cái độ hoàn thiện của cái clip sau á, nó được hoàn thiện rất là sáng. Cái này nó sẽ tốn rất là nhiều chi phí để làm mọi người. Và cái xích này các bạn thấy nó cũng có được cái độ hoàn thiện rất là sáng, thì để chi phí để làm cái xích này nó sẽ chi phí thì nó sẽ nhiều hơn khi mà làm một cái xích thông thường. Đây, các bạn nhìn vào cái giò dẻ ở phía trước thì các bạn biết một con xe địa hình xịn hay không liền. Thông thường những cái dòng xe cái giò dẻ rất là to, còn với cái dòng này cái dẻ trước nó nhỏ thì nó sẽ chuyên đi địa hình hơn, tại vì nó tạo ra cái lực đạp rất là mạnh, nó sinh công nhiều hơn. Chúng ta sẽ có được một cái mà trên tất cả cái con xe địa hình khác rất là thích, rất là ao ước có, hoặc
hoặc là muốn gắn thêm, đó là cái khóa phục ngay trên tay lái luôn, thì nó sẽ có một cái công tắc để chúng ta có thể khóa phục ngay trên cái tay lái này, nhanh hơn, tiện hơn. Khi mà các bạn đang đạp thì chúng ta có thể khóa phục lại để cái phục nó không có nhúng, nó làm mất cái lực đạp của chúng ta. Còn trường hợp mà chúng ta đang đi vào cái đường nó xấu thì các bạn có thể mở cái phục ra để cho nó nhúng, cho nó đỡ sốc lên cái tay, thì đây cũng là một trong những cái lẫy khóa phục rất là nhanh. Và bên cạnh đó thì các bạn được một cái phục thơi, và cái phục này thì hành trình nó tới 100mm, cho nên là mọi người cứ yên tâm, các bạn có thể thả một cái dốc ở đấy hoặc là sập một cái ổ gà nhỏ nhỏ cũng khá là ok với cái phục này. Nó là phục hơi nữa cho nên là cứ yên tâm, nó sẽ không sóc lên tay của mình. Bánh xe con này thì nó 27.5 inch, thì nó cũng nằm trong một cái bánh rất là phổ thông, ta có thể mua vỏ ruột rất là dễ dàng. Và vành này là vành nhôm của Giant nữa, thì nó sẽ bền nó rất là nhiều. Bạn thường những cái xe địa hình thì nên mua vành nhôm thì nó sẽ bền hơn. Anh em nào là fan của Giant á thì bây giờ Tâm Đức đã có một cái mức chi phí tốt nhất để cho các bạn có thể mua được một con xe của Giant, không phải 20-30 triệu để mua một con xe thương hiệu Giant nữa. Bây giờ chỉ cần 16.900.000 là các bạn có thể mua được con xe đua của Giant Inapro, tay lái cao cấp đến từ Giant luôn. Còn đối với xe địa hình thì khỏi nói, XTC là một trong những dòng xe sang xịn mịn của Giant rồi. Thì nếu các bạn nào đang có nhu cầu về những dòng xe Giant á, các bạn có thể liên hệ ngay vào phần kinh doanh của Tâm Đức.